Kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay. Sự kiện văn hóa âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật Thái Lan tại tỉnh Hưng Yên. Cảnh báo tình trạng trẻ hóa bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch. Các địa phương phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và tuyên dương khen thưởng giáo viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu năm 2024. Nỗ lực của các hộ trồng hoa cây cảnh xã Xuân Quan sau bão lũ. Huyện Kim Động phát triển gạch không nung, thay thế dần gạch nung dùng than, góp phần bảo vệ môi trường. Sáng nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh diễn ra sự kiện văn hóa, âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật Thái Lan tại tỉnh Hưng Yên với chủ đề Thái Lan càng hiểu càng yêu do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức. Dự sự kiện có bà Uravadi Sifirom, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và đông đảo người dân đến tham dự sự kiện. Đây là lần đầu tiên có một sự kiện văn hóa, âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật Thái Lan diễn ra tại tỉnh Hưng Yên nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đất nước và con người Thái Lan, có ý nghĩa thiết thực, tăng cường hiểu biết về văn hóa Thái Lan, thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân, nhất là trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Uravadi Sifirom, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn đến đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đã mời đoàn đến thăm và biểu diễn nghệ thuật tại tỉnh Hưng Yên. Bà đại sứ ấn tượng về tỉnh Hưng Yên với sự phát triển về kinh tế và yên bình, hiếu khách, khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo tiền bối vun đắp. Thông qua sự kiện, Đại sứ quán Thái Lan giới thiệu các nét đặc sắc về văn hóa và du lịch Thái Lan đến đông đảo người dân Hưng Yên. Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên chào mừng đoàn đại biểu Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan và các đoàn nghệ thuật biểu diễn của Thái Lan đến thăm tỉnh Hưng Yên. Đồng chí giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử và văn hóa, sự phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên trong những năm qua, khẳng định Việt Nam và Thái Lan ở cùng khu vực Đông Nam Á, tương đồng về văn hóa và có quan hệ hữu nghị lâu năm. Vì vậy, sự kiện có nghĩa quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: Thời gian qua, cùng với cả nước, Hưng Yên không ngừng nỗ lực đóng góp vun đắp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược tăng cường và tình cảm tốt đẹp giữa hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Thông qua việc tổ chức sự kiện, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước để người Việt Nam nói chung và người Hưng Yên nói riêng có cơ hội hiểu thêm về văn hóa Thái Lan, nhất là có các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, thương mại, hợp tác đối ngoại với các doanh nghiệp của Thái Lan, các hoạt động giao lưu, hợp tác, hỗ trợ phát triển về văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, du lịch giữa hai nước và giữa Thái Lan với tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện tốt nhất theo quy định của pháp luật cho các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Hưng Yên và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan trong các hoạt động giao lưu, hợp tác và phát triển văn hóa xã hội và khẳng định sẵn sàng tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa, đóng góp cho sự phát triển của tổng thể quan hệ song phương Việt Nam và Thái Lan. Vâng, thưa quý vị, sự kiện giao lưu văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên. Thông qua sự kiện này thì nhân dân Hưng Yên cũng có cơ hội giao lưu, tìm hiểu về nét văn hóa, con người đất nước Thái Lan. Tại đây thì cũng đã có những cái hoạt động từ thiện, gây quỹ ủng hộ cho các nạn nhân bị chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vừa qua tại Việt Nam. Đã từng sang Thái Lan du lịch, nhưng đây là lần đầu tiên được tiếp xúc tìm hiểu cũng như tự làm các sản phẩm thủ công đặc trưng của đất nước Thái Lan ngay tại Hưng Yên. Chị Thu ở phường Hiến Nam vô cùng hào hứng. Trước thì mình cũng có một lần đến đất nước Thái Lan rồi, nhưng mà mình chỉ được trải nghiệm cái nghệ thuật múa hát và ăn uống những cái theo những cái tour du lịch thôi, chứ chưa được trải nghiệm những cái thực tế như ở Thái Lan như hôm nay ạ. Mình thấy cảm thấy là con người Thái Lan rất là thân thiện này, hòa nhã và rất là dễ gần. Họ sẵn sàng chia sẻ những cái văn hóa của đất nước họ cho mọi người cùng biết đến. Ngoài trải nghiệm làm đồ thủ công truyền thống, buổi giao lưu văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu còn thu hút người xem bởi nhiều yếu tố khác. Những điệu múa đặc trưng, bài quyền Thái, đến thưởng thức ẩm thực đặc trưng của đất nước Triệu Voi hay được trực tiếp trò chuyện với những người bạn Thái là những hoạt động thú vị mà khách tham quan Hưng Yên đã được theo dõi và trải nghiệm tại sự kiện văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu vừa diễn ra. Em chưa được ăn bao giờ, khi được thưởng thức món ăn Thái Lan thì em rất cảm thấy rất là ngon và
em cũng mong muốn được thử thêm nhiều món ăn nữa của Thái Lan. Hôm nay đến đây em được xem múa quay Thái, múa cổ truyền của Thái Lan, và em đặc sắc nhất là múa quay Thái vì đánh rất là hay ạ, nghe rất là đã tài. Em thấy là cảm giác là cũng gần gũi và biết một số của văn hóa Thái Lan, và nếu mà có gì em sẽ đến Thái Lan em du lịch ạ. Sự kiện văn hóa, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật Thái Lan với chủ đề Thái Lan càng hiểu càng yêu là chương trình do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức. Không chỉ giới thiệu về văn hóa, ẩm thực, con người Thái Lan, buổi biểu diễn còn trở nên ý nghĩa hơn khi toàn bộ số tiền quyên góp được từ sự kiện sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nạn nhân chịu ảnh hưởng từ thiên tai vừa qua tại tỉnh Hưng Yên. Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm tỉnh Hưng Yên và có một cái ấn tượng hết sức tốt đẹp. Hưng Yên là một cái tỉnh rất là yên bình và đẹp, và chúng tôi cũng nhận được một cái sự đón tiếp rất là nồng hậu. Nhân đây thì tôi cũng rất là cảm ơn khối doanh nghiệp Thái Lan đã chung tay cùng chúng tôi để chuẩn bị những cái phần quà để trao tặng hỗ trợ cho bà con chịu ảnh hưởng từ bão tại tỉnh Hưng Yên ngày nay. Tới vào thế Thái là khuẩn Thái cả. Buổi biểu diễn văn hóa Thái Lan càng hiểu càng yêu tại Hưng Yên đã kết thúc. Người dân Hưng Yên đã có cơ hội được hiểu sâu hơn về văn hóa nước bạn. Còn đối với những người bạn Thái Lan, tin tưởng rằng bằng lòng hiếu khách và sự cởi mở chân tình, sự kiện sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ đến Hưng Yên nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Sáng nay, thị xã Mỹ Hào tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 139 năm ngày tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Bãi Sợi, dương cờ khởi nghĩa 29 tháng 9 năm 1885, 29 tháng 9 năm 2024. Dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Năm 1885, Nguyễn Thiện Thuật thành lập căn cứ địa Bãi Sợi, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lan ra khắp tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận. Khởi nghĩa Bãi Sợi cùng phong trào Cần Vương tạo thành một làn sóng yêu nước sâu rộng ở Bắc Bộ trong suốt những năm 1885 tới năm 1890. Khởi nghĩa Bãi Sợi đã kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, khích lệ cổ vũ các phong trào yêu nước của nhân dân ta sau này. Thời gian qua, thị xã Mỹ Hào đã chú trọng tổ chức các hoạt động lễ hội gắn với quảng bá, phát triển du lịch quần thể di tích cấp quốc gia, khu tưởng niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, chùa Sùng Bảo và di tích cấp tỉnh, nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên, liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính, Trần Thị Khang tại xã Xuân Dục. Từ đầu năm đến nay đã có gần 40 đoàn với trên 1.000 lượt du khách đến thăm viếng khu di tích. Hôm nay ngày 29 tháng 9 là ngày Tim Mạch Thế Giới. Ngày này được Liên đoàn Tim Mạch Thế Giới và Tổ chức Y tế Thế Giới lựa chọn nhằm kêu gọi sự chú ý của cộng đồng cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng toàn cầu về bệnh tim mạch và những nguy cơ mà nó gây ra. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo bệnh tim mạch đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Bệnh tim mạch thường được chia làm hai nhóm, bệnh tim bẩm sinh và bệnh tim mắc phải. Hiện nay các bệnh lý tim mắc phải đang có xu hướng gia tăng như sơ vữa mạch máu, thiếu máu cơ tim do tổn thương động mạch vành, các bệnh lý về động mạch chủ hoặc động mạch ngoại biên. Nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh tim là người cao tuổi. Tuy nhiên, các bác sĩ tại khoa tim mạch và lão khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cho biết, bệnh lý tim mạch đang trẻ hóa do rất nhiều nguyên nhân như tình trạng thừa cân, béo phì cao, môi trường làm việc căng thẳng, lười vận động, tỷ lệ hút thuốc lá, tăng huyết áp hay yếu tố chủ quan của người trẻ tuổi. Thì trước đây thì thông thường là bệnh lý mạch vành thường là những các người cao tuổi, càng cao tuổi thì cái xơ vữa mạch vành nó càng nhiều và cái bệnh lý mạch vành nó càng cao. Nhưng hiện tại thì các cái bệnh nó đang xu hướng nó tăng dần ở cái tầm, có nghĩa là tuổi trung niên cũng đã bị, có nghĩa là tầm 40 tuổi trở nên là cái nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng là rất là nhiều. Còn đấy là chưa nói là có một số bệnh nhân nó có thể nó trẻ hơn nữa, có thể trên 30 cũng đã bị rồi. Đấy là cái bệnh lý mà nó liên quan đến rất nhiều, ví dụ như là hút thuốc lá này, thừa cân béo. Ngày Tim Mạch Thế Giới 29 tháng 9 là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tầm quan trọng của sức khỏe tim mạch. Bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa, mỗi người có thể góp phần giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nguy cơ mắc các bệnh tim mạch thông qua những thay đổi nhỏ trong lối sống hàng ngày, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến kiểm soát căng thẳng và duy trì tinh thần lạc quan. Các huyện Phù Cừ, Văn Lâm và Ân Thi vừa tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi năm học 2023-2024. Gặp mặt học sinh trúng tuyển đại học tiêu biểu và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2024. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và tuyên dương khen thưởng giáo viên, sinh viên, học sinh giỏi tiêu biểu năm 2024 được huyện Phù Cừ tổ chức phát động tại đền thờ Tống Chân, xã Tống Chân. Với chủ đề phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời, tuần lễ diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10. Tại buổi lễ, huyện Phù Cừ tuyên dương khen thưởng 41 giáo viên dạy giỏi,
giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, một sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, 37 học sinh thi đỗ đại học đạt 27 điểm trở lên, 128 học sinh đạt giải cho các kỳ thi chọn học sinh giỏi và các cuộc thi do ngành giáo dục và đào tạo phát động. Nhân dịp này, huyện Phú Cừ tặng 100 phần quà cho các học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hưng Yên tặng số tiền 300 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học Tống Chân Quốc Hoa. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 huyện Văn Lâm có chủ đề phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời diễn ra từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024 với các nội dung như đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của việc phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời. Tổ chức các hội sách để giới thiệu sách mới, tạo không gian giao lưu giữa tác giả và độc giả. Thành lập các câu lạc bộ đọc sách theo chủ đề, độ tuổi, giúp mọi người cùng đọc và chia sẻ cảm nhận. Mở các lớp hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp đọc, phổ biến kinh nghiệm đọc sách cho người dân. Nhân dịp này, 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và 13 học sinh của huyện Văn Lâm đỗ đại học với số điểm cao nhất năm 2024 được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 125 học sinh đoạt giải các cuộc thi cấp quốc gia, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và các thầy cô giáo bồi dưỡng học sinh đoạt giải này được tuyên dương, khen thưởng. 97 học sinh trúng tuyển đại học với tổng số điểm từ 26 điểm trở lên và 3 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trúng tuyển đại học được khen thưởng. Năm học qua, huyện Ân Thi có 1.458 học sinh đăng ký dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia, có 752 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện, cao đẳng trong cả nước, trong đó có 198 học sinh thi đỗ nguyện vọng 1, có số điểm 24 điểm trở lên, tổ hợp xét tuyển, và 35 em đạt trên 27 điểm. Các xã có học sinh trúng tuyển nhiều là Đào Dương 20 em, xã Vân Du 19 em, thị trấn Ân Thi 16 em. Tại buổi gặp mặt, ngoài được tặng quà và giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện, các em học sinh còn được dâng hương tại đền thờ danh nhân Nguyễn Trung Ngạn. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang trong những ngày này, không khí khẩn trương và tất bật bao trùm khắp nơi. Bà con nông dân đang dồn sức dọn dẹp đồng ruộng, di chuyển hoa, cây cảnh ra đồng ruộng để tiếp tục chăm sóc, phục vụ hoa từ nay đến Tết Nguyên đán. Gia đình anh Thịnh ở thôn 3, xã Xuân Quan có trên một mẫu đất, chuyên trồng các loại hoa phong lan rừng, có giò có giá trị lên tới hơn 50 triệu đồng. Sau đợt bão lũ vừa qua, thành quả hơn 10 năm bỗng mất trắng sau một đêm, thiệt hại ước tính trên 4 tỷ đồng. Hiện gia đình anh đang nỗ lực chăm sóc phần cây còn lại để phục vụ thị trường Tết. Vâng. Bị bão xong lại cộng với lũ nó ngập nữa nó thối hết. Thì bây giờ còn cây nào nó không còn thối nữa là mình cắt bỏ xong là mình phun thuốc chống nấm chống khuẩn để mình phục hồi. Còn ít nào thì hay ít đấy thôi. Đối với gia đình anh Truyền, chủ vườn cây phong thủy Truyền Ngạn ở xã Xuân Quan, ngoài việc phải thuê nhân công vệ sinh đồng ruộng, xử lý cây chết hỏng, anh Truyền tiếp tục nhập cây từ nước ngoài, chuẩn bị cho vụ cây mới, mong cho kịp dịp bán Tết và vụ cây năm 2025. Nếu mưa bình thường thì đến Tết là thu vào rất là nhiều tiền. Nhà nước rút tôi đây, thằng thuê anh em dọn vệ sinh hết đây đi, và nhập cây bắt đầu nhập hàng mới về, nó phải bỏ ra một số tiền khá lớn, chắc phải vài tỷ nữa để bắt đầu nhập cây phôi về để bán dịp Tết và sang năm 2025. Một số nhà bà con rất là khó khăn để vào vụ, thì lại anh em lại hỗ trợ nhau, giúp lẫn nhau để cùng nhau phát triển lên thôi. Trong trận mưa lũ vừa qua, xã Xuân Quan là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên địa bàn huyện Văn Giang, với trên 300 hectare hoa cây cảnh bị ngập úng, phần lớn diện tích này mất trắng, thiệt hại ước tính từ 400 đến 450 tỷ đồng. Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão lũ, cùng với sự nỗ lực của các hộ trồng hoa, cây cảnh, cấp chính quyền cơ sở cũng đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất để kịp cho vụ hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới. Trong đó tập trung hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, đưa cây con đã chạy được trước lũ để trồng lại, phối hợp với các đơn vị chuyên cung cấp hạt giống hoa, cây cảnh, hỗ trợ giúp bà con nhanh chóng phục hồi sản xuất. Thưa quý vị các bạn, theo quy hoạch, huyện Tiên Lữ có 6 cụm công nghiệp là Dị Chế, Ngô Quyền, Thiện Phiến, Hải Triều, Cương Chính Trung Dũng và Minh Phượng. Đến nay mới có 3 cụm là Ngô Quyền, Dị Chế, Thiện Phiến có chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng đều chậm so với tiến độ được Ủy ban dân tỉnh giao. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng là điều cần thiết để thu hút dự án vào đầu tư, tạo ra việc làm mới và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Theo tiến độ đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giao,
Việc xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thiện Phiến được thực hiện từ quý 2 năm 2022 đến quý 4 năm 2024 là hoàn thiện đưa vào khai thác. Nhưng tính đến cuối tháng 9 năm 2024, hiện trạng khu đất trên 30 ha của cụm vẫn là khu ruộng được người dân canh tác bình thường. Với những gì hiện có tại thực địa, khó có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao là xong trong năm nay. Trong khi nhân dân và chính quyền địa phương rất mong dự án được triển khai đúng tiến độ để tạo ra nhiều việc làm, cơ hội phát triển cho địa phương. Khi cụm công nghiệp hình thành thì thứ nhất là tạo công ăn việc làm cho nhân dân địa phương, hay là phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như phát triển kinh tế xã hội chung của huyện, của tỉnh. Và cái nhân qua công tác lãnh đạo chỉ đạo và nắm bắt được, nhân dân rất là mong muốn đồng tình thực hiện sớm cái dự án. Trong số 3 cụm công nghiệp của huyện Tiên Lữ đã có chủ đầu tư hạ tầng, cụm công nghiệp Ngô Quyền được triển khai nhanh nhất khi có trên 94% diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Dù được coi là nhanh so với tiến độ triển khai các cụm công nghiệp khác trong huyện, nhưng so với tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao thời hạn hoàn thành từ năm 2020 đến năm 2022, dự án đã chậm tiến độ 1 năm 8 tháng. Hiện khu đất thực hiện dự án mới chỉ dừng lại ở việc quây bờ rào. Tại các diện tích đã giải phóng mặt bằng, việc thi công vẫn chưa được triển khai. Tại buổi làm việc giữa lãnh đạo huyện với cộng đồng doanh nghiệp vừa qua, ý kiến doanh nghiệp mong muốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp, vừa để thu hút dự án mới và đầu tư, vừa để các doanh nghiệp trong huyện có điều kiện mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh vào trong các cụm công nghiệp tập trung. Các cái doanh nghiệp của huyện Tiên Lữ thì cơ bản là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho nên chúng tôi cũng rất là mong huyện Tiên Lữ cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh đấy, và các chủ đầu tư các cụm công nghiệp của Tiên Lữ là cũng đẩy nhanh tiến độ để anh em chúng tôi có cơ hội đấy, đầu tư hoặc là thuê lại những cái đất đó để chúng tôi xây dựng nhà máy, nhà xưởng. Huyện Tiên Lữ hiện có khoảng 300 doanh nghiệp. Do chưa có cụm công nghiệp hoàn thiện hạ tầng nên các doanh nghiệp nằm rải rác ở các xã thị trấn. Đa số là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, muốn mở rộng quy mô cũng khó vì hạn chế về diện tích. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp có ý nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp tại huyện trong thời gian tới. Bởi chính sách thu hút dự án và đầu tư, ưu tiên vào trong các khu cụm công nghiệp, hạn chế thu hút dự án rời lẻ, có quy mô nhỏ và ít tiềm lực phát triển. Thực hiện quyết định số 3057 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về phê duyệt đề án phát triển gạch không nung tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Đến nay, huyện Kim Động có 4 doanh nghiệp sản xuất gạch không nung với tổng công suất 140 triệu viên gạch mỗi năm, qua đó góp phần giảm lượng khí thải CO2, góp phần bảo vệ môi trường. 4 doanh nghiệp thực hiện đề án là công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thịnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Giang và công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Hưng Đức. Theo đó, cả 4 doanh nghiệp nêu trên đều đầu tư một dây chuyền sản xuất gạch không nung trị giá 10 tỷ đồng. Công suất thiết kế của dây chuyền là 35 triệu viên gạch mỗi năm. Gạch không nung này thì là đã được chính phủ thay thế các gạch đất sét lung. Thế nên là nó sẽ đảm bảo về tính như là thân thiện với môi trường. Của sản phẩm thì bao giờ cũng theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Thời gian qua, huyện Kim Động luôn tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung hoạt động theo đề án của chính phủ và của tỉnh, nhằm thay thế các lò gạch không nung trên địa bàn sắp hết thời hạn hoạt động. Bên cạnh đó, tuyên truyền quán triệt 100% dự án công trình vốn ngân sách sử dụng gạch không nung. Trên địa bàn huyện Kim Động, đối với các dự án thủ công xây dựng trên địa bàn huyện thì 100% sử dụng vật liệu xây dựng gạch không nung, phổ biến tuyên truyền đến toàn thể các phòng ban ngành đoàn thể, ủy ban xã thị trấn, các chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện nghiêm túc cái quyết định 2171 của chính phủ cũng như là cái đề án phát triển vật liệu xây dựng của ủy ban nhân tỉnh, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Ngày 5 tháng 8 năm 2024, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn số 5551 yêu cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước gửi báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung tại Việt Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 2741 đôn đốc các địa phương trên địa bàn thực hiện lộ trình dừng sản xuất gạch nung công nghệ cũ, giảm phát thải khí carbonic ra môi trường theo cam kết của Việt Nam với thế giới. Thời gian vừa qua, thị xã Mỹ Hào đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh xử lý đất dôi dư, xen kẹp làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Lũy kế đến hết tháng 9 năm 2024, thị xã Mỹ Hào đã cấp đổi được gần 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và hàng chục giấy chứng nhận đất nông nghiệp, xử lý đất dôi dư cho 9 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9 đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 thửa đất ở, xử lý đất dôi dư 6 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên trên địa bàn thị xã hiện vẫn còn hàng chục nghìn mét vuông đất dôi dư xen kẹp đủ điều kiện để nộp tiền và hàng nghìn thửa đất giao trái thẩm quyền qua các thời kỳ cần được xử lý. Xử lý đất dôi dư không chỉ tạo nguồn lực để các địa phương xây dựng hạ tầng mà còn là cơ sở đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, đồng thời là cơ sở để hoàn thiện hệ thống dữ liệu về quản lý đất đai. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.